Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Lim để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị. Quá xá là mai luôn. Rồi chào anh. Rồi em xin chào anh Tấn, cô chú anh chị em yêu mai vàng hết á. Rồi nay em còn khui thêm vườn mai này. Cái vườn mai của em là địa chỉ là ở huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An nha anh Tấn. Rồi bữa nay hình thức em giao lưu là cũng bao ship cho anh em mình 200 km thôi nha, nhưng mà anh em là ở xa thì phụ tiền ship em ship cho anh em luôn. Nhưng mà giá cả bữa nay là ok nha anh, tại vì nói chung là mua cũng được giá mềm thì để cho cô chú anh chị em mình chơi đó, giá cũng mềm ha, ưu đãi nha anh. Rồi hôm nay hình thức là em bao ship 200 km ha, còn những anh em nào ở xa thì phụ tiền ship với em nha. Còn hàng em bứng em giao là tại vườn em giao nha anh. Còn những anh em nào mà có cần bán lại đó thì là em làm bầu sẵn có mớ mẫu á cho anh em mình coi là cái vườn này là mai y vậy, đế vậy đó. Thì anh vào cái số 1 em đi, em có 4 loại em. 4 loại ha. Dạ. Bữa nay hàng chơi là hàng lớn nha, nay chơi lớn nha. Rồi này loại 1 là quanh từ 10 cho đến 14 luôn anh, mà bán cho anh em mình 60 ngàn thôi. 10 tới 14 luôn. Rồi 60 ngàn cây anh. 60 ngàn mà bao ship 200 km luôn anh. Chơi lớn nha. Số lượng bao nhiêu mình 100 cây anh, đơn hàng 100 cây mới bao ship 200 km nè. Cái số lượng này, cái vườn này chắc cũng có cỡ chừng 200 rồi nha anh, chứ không có nhiều nha. Rồi khoảng trăm, số lượng này thì khoảng còn 200. Dạ. Rồi. Đó. Là em bao ship cho cô chú cho mình 200 km ha. Là cây nhỏ nhất em lo cho anh là như nói 10 chứ mà nó là đa khoảng 11 ăn lên thôi nè. Cây này 11 mấy nè ha. Nhỏ là thấy 11 mấy rồi. Nhưng mà em bao hàng cho anh em là 11 tới 14 nha anh. Rồi này là 14 nè ha. Rồi 11 tới 14, 60 ngàn thôi nha anh. 60 ngàn. Đó, đế đấm là rất là ok ha, củ nở. Mai này bao hàng anh em củ nở nha anh. Đó. Có củ có đế đàng hoàng hết trơn ha. Này. Cái cây này anh đo được cái củ chơi cho anh em mình giao lưu ha. 24 nè anh, cái củ ha. Rồi, củ 24 luôn. Rồi, đế rất là ok anh. Nè. Đế nơm có. Cái này là đã xịt rửa, còn mấy em này chưa xịt rửa nhưng vậy thành thấy còn xịt đất ha. À, còn hàng em giao là em giao bứng tại vườn nha anh, bầu đất lớn nha chứ không phải bầu nhỏ nha. Đó, hàng này còn là anh em nào thí dụ như ở xa đó anh em ở xa thí dụ như em ship là lấy hàng này em giao, chứ còn bứng cái bầu bự quá thì giao không nổi nha anh. Rồi anh em mình ở xa thì phụ tiền ship với em ha. Rồi em vẫn ship cho anh em ở xa nha, nhưng mà hình thức là em bao ship là 60 ngàn cây là 200 km đổ lại. Rồi cái loại dạng này dạng số 2 nè anh, cái loại số 2 ha. Loại số 2 14 đến 18 luôn anh. 4 đến 18 luôn, đế của gì. Cái này tông cao cũng có chi cành nha anh. Đó, cái hàng này có chi cành ha. Cái hàng này là chiều cao khoảng chừng nếu mà em giao tại vườn nó nằm khoảng 80 đến 1m2 đi anh. 80 đến 1m2. Báo này là mình đã bứng về nhà, còn khi mà quý vị có giao lưu là giao lưu trên vườn phải không? Đúng rồi, giao lưu tại vườn anh. Em bứng ngay, em bứng hàng ở vườn á, em đi giao cho anh em luôn. Dạ, rồi. Là nếu mà anh em nữa cần lên tới vườn là huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An nha anh. Rồi. Đó, hàng này là từ 14, mã số 2 này là từ 14 đến 18 nha. Đó. Là giá có 100 ngàn anh. 100 ngàn để đẹp luôn vậy. 14 tới 18 luôn. Tới 18 hoành luôn. Dạ. Cây này em đo sát trên này luôn cho anh em nè. Là 14 hoành anh ha. Luôn ha. Dạ. Cây này khó đo, đo cái này đi. 15 hơn anh ha. Cái cây trong đây chắc cũng bự nè ha. Này là 15 hơn nè. 16 anh ha. 16 nè. Đó, 14 tới 18 anh. Em đó. Em kế vô. Thì quý vị cứ an tâm khi mà giờ giao cây cho quý vị là quý vị cứ 18 hoành anh an tâm ha. 18 hoành luôn anh ha. 18 nè. Củ đế tề tái nè, củ ốc nè. Như mấy cây này anh coi ốc nè anh. Ốc này có ba mấy á, nó thấy không? Ốc đẹp ha. Nó ốc nằm dài trong hết nha. Hàng này bao có đế hết rồi nè, yên tâm nha. Để qua xa đế nè ha. Đế cây. 14 hoành đến 18 hoành nha anh. Đó, anh em mình ở tại nhà thì anh em cứ việc alo đặt hàng, em chở hàng tới em mới thu hộ tiền anh em nha. Anh em nhận cây xong em mới thu hộ chứ không có cần cọc nha anh. Mình chơi vui vẻ dân miền Tây mà. Đó. Giá thì rất là ok, 14 đến 18 hoành ha. Giá 100. 100 ngàn anh. Đơn hàng 100 cây nha anh. 18 hoành anh ơi. 18 ha. Dạ. Đơn hàng 100 cây mới ra bao ship như quý vị. Đó, 17 hoành anh ha. Mình nói 18 hoành nhưng mà mình nắm cái tay vô cho anh em cái là để cho anh em mình hình dung nha. Đó, một năm tay không hết. Năm tay không hết nha. Đó, 14 đến 18. Giá này có 100 ngàn nha anh chị. Đó, ship 200 km với đơn hàng 100 cây nha anh. Đó, anh coi củ ốc nè, nguyên giải đó là củ ốc tê tái của nó hết luôn. Đó. Bao ship quý vị 100 ngàn quý vị ơi. Đó. 200 km anh ha. Còn anh em nào ở xa thì phụ tiền ship cho em chút đỉnh đó anh. Rồi em cũng ship cho anh em mình luôn nha. Ship tới nơi luôn nè, yên tâm. Củ ốc không nè ha. Hàng này bán giá này thì anh em về có thể sanh sửa hoặc nuôi lại anh.
Hiện nay khu vườn mới này chắc cũng còn cái vườn này chắc cũng khoảng 1,000 mấy 2,000 cây anh. Rồi. Cái số lượng mã số 2 này em có khoảng 800 cây nha anh. Loại này thì còn khoảng còn 800 cây. Dạ, có rồi. Khoảng 800 cây. Hôm qua loại 3 ha. Rồi, loại 3 kế bên luôn anh. Đó. Loại 3 này kế bên luôn. Loại 3 là mình hoành nó dao động từ 18 đến 21 đổ lại anh. 18 đến 21. Dạ. Không có gì, hoành từ ngàn càng ngày càng bự lên ha. Rồi 18 đến 21 loại 3 nha anh. Đó, 18 đến 21 ha. Đế nè quý vị. Đế cũ không ha, cũ đế không ha. Đấy, quá xa. Xa đế ha quý vị ăn. Cái lô này nếu mà 18 đến 21 cho tại vườn cái lô này cao khoảng 1 mét đến 1 rưỡi luôn anh này. Chiều cao không? Dạ. Lấy chiều cao đó cái. 1 mét đến 1 rưỡi luôn anh. Tại cành có luôn ha. Mét tí, 1 rưỡi ha. Tại cành cũng đều quá nè. Là mình xuống vành đế luôn nha quý vị. Rồi, cái quanh. Đó hậu cho quý vị xem. 20 quanh anh. Đó là 20 đó. À. 18 quanh ha. Dạ dạ, những nghĩa kỹ hàng đế đẹp không đây ha quý vị. Cũ đế không. Cái này 18 có hơn gần 19 luôn nè anh. Rồi. Bự bự cái hàng đế nở không ha. Cái hàng này là với đơn hàng 50 cây là anh em có đặt 50 cây là em ship cho anh em mình 200 km rồi anh. Rồi đơn hàng 50 cây là có ship rồi những cái gì. Đó. Có ship 200 ha. Dạ. Đó là 18 cho đến 21 nha anh. Đó là dưới 21, 18 đổ lên là em giao lưu với anh em là thử giá. Giá này quá thiện chí nha. Đây 20 hoành có hơn anh ha. Rồi. 18 đó. Đến 21 hoành ha. Ôi cái cũ cho này mình mấy cây me này cũ lắm, cũ 30 này. Luôn đó. Thấy kìa. Cũ là ba mấy. Ba mấy luôn nè anh. Cũ đã ba mấy luôn. Dạ. Quanh cũng cỡ 18 rồi 19 đó. Em này cũ cũng bự nữa nè ha. Dạ dạ trong cũng cũ đế không ha. Thì anh em mua số lượng nhiều thì nó có đa dạng anh. Giá đó. Giá ha, giá làm sao đây anh? Giá có 160.000 nè. 160. Dạ, cây bự hơn cũng tay nhiều ha anh ha, dạ. Em nhờ mấy cây ha. Có 160.000 nha anh. Tay mà phải bỏ vô cái gì nè. Thế đâu đây ha. Cụ đế nè, cụ này ba mấy không nè. Đó. 160.000. Dạ. Mà bao ship luôn. Đơn hàng là 50 cây thôi nha. Cái loại số 3 này là 50 cây em có ship cho nên mình. Trên vườn mình còn. Cái loại này em có khoảng 800 luôn anh. 800 luôn. Dạ, loại số 2, số 3 là đa phần nhiều. Còn loại số loại nhỏ số 1 với số 4 ít. Hồi nãy số 1 như mình báo còn khoảng chừng 200 rồi. Dạ. À. Rồi cái loại này là loại số 3 nha anh. Là từ 18 cho đến 21 ha. Là giá nó có hơn 160.000 nha anh. Quá siêu đãi nha anh. Quá rẻ rồi ha quý vị. Dạ. Đó là anh em nào muốn lập vườn ha, hay là anh em nào muốn mua về bán lại đó. Bán lại cũng lời nữa. Dạ. Để này giống như hàng mẫu mình đem về mình làm ha. Ở trên vườn thì bún chung vườn ha. Vậy dạ. Làm ra được vậy nè. Vì cái an tâm nhưng cái gì? Nó đế đẹp đẹp không à. Có 160 thôi. Bao ship luôn. Rồi hàng số 4 nè anh. Cái loại này chắc cũng có cỡ chừng 200 cây không có nhiều nha anh. Này rồi cũng khoảng 200 cây, tông mình lấy cao cao luôn vậy luôn ha anh. Dạ, tông này cao cỡ 1m3 đến 1m7 rồi anh ha. Đấy nè cho quý vị 1m3 đến 1m7 luôn. Dạ. Ở tay cành quý vị cũng nghía luôn ha. Dạ, ngon lành ở đây. Đều hết trơn nè ha. Đi giao cho quý vị thì nó cũng giống như hàng mẫu vậy luôn nha quý vị. Dạ. Thì hàng này là người ta trồng ngô anh, hay mai này trồng ngô anh em mình nói chung là có đế hết rồi nè là anh ơi. Nó cái mã số 4 này á, cái hoành thân là từ 21 lên tới 23, 24 á. Dạ. Em giao lưu anh em mình 230 anh. 21 hoành tới 24 hoành luôn. Dạ, 230 ngàn. 21 ăn lên. Dạ, 21 ăn lên bán 230 anh ơi. Đơn hàng 50 cây bao ship anh em mình 200 km luôn anh. Rồi. 21 tới 23, 24 luôn. Dạ, để 130 anh ơi. Hết biết luôn. Đó, 23 hoành. Trên đó là 23 đó. Đó nếu mà đo chạc xuống xíu nữa nó ra 25 luôn anh ơi. Đó 24 mấy luôn ha. Còn cái cũ nè anh, cũ là mai này cũ dữ lắm nè. 34 nè. 34 luôn ha. Dạ. Đây luôn. Đó cái cũ cho anh em mình thôi. Cũ ha, cũ này 37 nè anh ha. 37 38 luôn nè. Hở thước luôn ha. Dạ. Bỏ qua năm lo cho anh em mình cái này luôn nè. Mình đến đó 23 luôn. 23 luôn nè ha. Áo nhảy xuống là 25 nè anh nè. Đó. 230.000 nha anh. Đó. 230.000. Cây nè, anh em hình dung này để cái tay vô là không có hết đó, không có đụng cái gì mà nha anh. Mà này bự hơn cục giò luôn à. Nói cho anh em dễ nôm na dễ hình dung anh. Nó có 230.000 đơn hàng 50 cây làm bao ship cho anh em mình 200 km luôn nè. Để thì quý vị cứ an tâm ha. Để thì dạy không đó.
Cái hàng này hồi nãy giờ em giới thiệu là hàng là em giao cho anh em đó, là em giao hàng là tại vườn nha anh. À, là bầu em cũng như bứng nó còn bầu lớn á. Rồi rễ cám rồi. Nó còn nhiều. Còn cái này em làm ra là có rễ cám rồi nha. Còn hàng làm ra là để phục vụ cho anh em mình, nhiều khi anh em có đặt cây em đó, em mua về bán lại đó, quả anh em ở xa đó thì em ship, anh em phụ tiền ship em mới bán cho hàng ở xa làm những hàng này. Còn nếu mà bứng bầu bứng không kịp thì lấy hàng này giao anh em luôn. Đó, anh em nói rồi khoái cái lô đó, đó là ngay đó rồi em cũng lấy lô đó luôn, nếu mà còn em cũng giao cho anh em luôn. Còn cái hình thức em giao là để em ra ngoài máy sao cho anh em coi ha, hình thức bứng giao. Rồi cái hình thức là em bứng giao như vậy nè anh, là hàng này em cũng sắp sửa em giao cho khách nè. Đó, đó anh em nè, tại vì anh em có nhu cầu đó em bứng giao vậy nè. Bứng nguyên cái bầu này vậy luôn. Đó, bầu lớn nhanh, cái bầu này đường kính cả 30 mấy 40 nha anh. Đó, như vậy nè anh đây. Đây, đưa xuống thấy củ nở ngon lành đèn ha anh ha. Đó. Nó cái hoành thân trên này cỡ mười mấy 20 à. Mà cái củ với chà bá liền anh. Để em bưa ra cái em đo cho anh em hình dung một hai cây cho anh em mình dễ biết nha anh. Đó. Làm bứng giao là giao hàng như vậy anh, giao tại vườn nha. Đây, cái hoành này 20 nè anh ha. Nhưng mà em đo xuống cái củ cho anh em mình hình dung liền cái nha. Cái củ này cả 28 nè anh ha. Đó. Củ nở em bao hàng, củ nở hết nha. Đó y như ở trong em làm ha. Vườn của mình là tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An anh. Huyện Thạnh Hóa ha. Dạ. Mai Thạnh Hóa ha. Dạ dạ. Mai này Mai Thạnh Hóa nha anh. Thì bứng giao cho quý vị là bầu mình bứng giống y chang vậy đó. Đó, bầu bứng giao chưa, như vậy nè. Chưa bứng rồi giao luôn cho quý vị nha, chứ không phải giống như là làm bầu như ở trong hàng mẫu trong phải không? Dạ đúng rồi. Còn anh em nào muốn cần nói hàng mẫu đẹp, em giao hàng mẫu cho anh em luôn. Đó. Để anh em mình vui vẻ. Mình thử luôn. Khui thử luôn. Để như đèn nhóc nè. Nè anh, khui xuống đụng đế này ha. Nè. Nhóc luôn ha. Đó. Để được tứ diện. Mai này em bao bao 100 là nở, nở cũ hết nha anh chị. Bao để bao cũ luôn. Nè. Nó vàng vàng là để không anh ha. Nè. Trong chuyện trước cũng có luôn ha. Nè. Tứ diện anh. Đó. Ok không? Đó là hàng em bứng em giao cho anh em là hàng này nha. Là hiện tại là hàng còn nằm dưới đất ở trên vườn đàng hoàng luôn nha, là em mới bứng em giao nha. Anh em nào tin tưởng thì anh em ở nhà alo, còn anh em nào không tin tưởng anh em cứ việc lên tại vườn đó, em có vườn trên trảnh đó, anh em lên trảnh là em cho anh em là cứ đo hoành xong rồi bốc trở về luôn, rồi làm dấu thoải mái thì anh em cứ hả mày mình vô cái số hoành với anh rồi cái anh em mình chọn thoải mái nó dễ, chọn lựa thoải mái luôn. Dạ, cứ làm dấu buộc dây hay xịt sơn gì thoải mái ha. Bữa nay là giá này là quá siêu đãi nha anh. Đó, khi bứng cho quý vị thì bứng hình giao bầu với hình thức này đây. Dạ. Lên vườn bứng luôn. Rồi còn hàng đây là ví dụ như anh em cũng đang làm nè, anh em đang làm ra hàng này anh cứ lại coi mà em nè. Nè, đế khỏi chê này. Nè, đó, làm đây ra đây thấy không? Nè, đế nè. Chưa xịt rửa gì hết anh. Chưa xịt rửa rồi đó nè, anh coi đế nè thấy không? Đế khủng khiếp. Nè. Nè. Cũ là cho bá không anh ha. Đó, đế nôm nè. Tại vì không xịt rửa ra nè, không thấy đế nè. Nè, nó là nhanh. Đó. Đó thì hình thức này là em như vậy đó anh, em có 4 loại ha. Đó. Em nhắc lại cái loại cái mình kết thúc á. Giờ cái loại số 1 á là hoành từ 10 cho đến 14. Em giao lưu với anh em mình có 60k thôi. 60.000 nha anh. Đó. Đơn hàng 100k em bao ship cho cô chú anh chị em mình là 200 km. Còn cái dòng 14 đến 18 á anh, là em giao lưu với anh em mình giá 100.000 thôi. Rồi. Đơn hàng 100 cây em bao ship cho anh em mình 200 km. Rồi. Còn cái dòng mà 18 cho đến 21 em giao lưu anh em mình 160.000. Đó là cái hàng đó là 50 cây thôi là có bao ship cho anh em mình 200 km rồi. Rồi cái hàng cuối cùng đó là từ 21 đổ lên anh. Rồi. 21 đổ lên 23, 24 đó thì giá có 230.000 thôi ha. Rồi. 50 cây em cũng bao ship cho anh em mình 200 km. Mấy cái chứ còn mà cái anh em ở xa đó, nếu ngoài 200 km đó hay là miền Trung vậy anh, anh em đặt hàng thì em vẫn ship cho anh em, nhưng mà anh em phụ tiền ship chút đỉnh gì đó, chứ còn mà anh nghĩ có 50 cây mà ship về tới ngoài có 3 triệu đi, cái dòng nhỏ nhất có 3 triệu tiền ship hết 1,5 triệu 2 triệu rồi hết tiền xe luôn rồi. Dạ, tiền cho tiền nên cây cũng, luôn anh em mình hỗ trợ lẫn nhau thì em ship cho anh em, em phục vụ anh em tới nóc luôn rồi. Để quên luôn. Cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem hết clip này ha.
Anh em nào hợp nhãn cái nào thì anh em liên hệ giùm em qua số điện thoại là 0971 229910. Đó cũng là số Zalo của em nha anh. Để em xin kính chào mọi người hết ha.